Thưa quý vị, theo nhận định của các chuyên gia tư vấn bất động sản Savills Việt Nam, tình hình bất động sản tồn kho tại thành phố Hồ Chí Minh có khả năng sẽ có sự biến chuyển tích cực trong vòng 3 đến 6 tháng tới nhờ triển khai biện pháp chuyển đổi các dự án nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội hiện nay. Ông Trương An Dương, trưởng bộ phận nghiên cứu thị trường thành phố Hồ Chí Minh, công ty Savills cho rằng giải pháp chuyển đổi dự án sẽ chuyển một lượng căn hộ tồn kho giá cao sang phân khúc nhà ở được nhiều ưu đãi của nhà nước theo chính sách nhà ở cho người thu nhập thấp. Giá bán theo đó cũng dễ tiếp cận hơn với một lượng lớn khách hàng đủ điều kiện mua nhà ở xã hội đang thiếu nhà hiện nay. Điều này sẽ ít nhiều tác động đến thị trường nhà ở chung đang ảm đạm hiện nay. Chúng ta có lẽ phải chờ 3 tới 6 tháng nữa thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái bức tranh nó rõ ràng hơn. Tuy nhiên nếu mà có nhiều dự án nhà ở xã hội bán giá rẻ và cái giao dịch nó tấp nập hơn thì sẽ ảnh hưởng đến những cái phân khúc khác và ảnh hưởng một cách tích cực tới các phân khúc khác và sẽ làm cho cái giao dịch của các cái phân khúc khác nó sẽ tốt hơn. Hiệu ứng như là hiệu ứng domino ở trên thị trường. Chuyển đổi nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội là một trong số các biện pháp mà chính phủ đang can thiệp nhằm giải phóng tồn kho bất động sản hiện nay. Tính đến hết tháng 3 năm 2013, thành phố Hồ Chí Minh đã nhận 20 hồ sơ dự án nhà ở thương mại xin chuyển đổi, trong đó có 2 dự án đã hoàn thiện, 6 dự án đang thi công, số còn lại là dự án đã giải phóng mặt bằng hoặc đã hoàn thiện sơ bộ cơ sở hạ tầng. Theo Sở Xây dựng, đối với các dự án đề nghị chuyển đổi, sở này sẽ xem xét ưu tiên dự án đã hoàn thiện hoặc đang thi công. Đối với dự án khác sẽ xem xét kỹ khả năng tài chính của chủ đầu tư. Theo tiến sĩ Sử Ngọc Khương, giám đốc bộ phận đầu tư Savills Việt Nam, về mặt tích cực, biện pháp chuyển đổi và việc ngân hàng nhà nước cam kết hỗ trợ lãi suất cho người mua nhà ở thu nhập thấp sẽ có tác động tích cực đến tâm lý người mua trong bối cảnh niềm tin trên thị trường đang mức rất thấp như hiện nay. Thì ở đây là nó đã sẽ là hỗ trợ cho một cái khu vực bất động sản cho một phần khó khăn, giải bớt một phần khó khăn của thị trường bất động sản. Chứ không thể là tôi cho rằng là đây là một cái mà để là cứu thị trường thì không. Điều này cũng không phải nằm trong cái mục tiêu của chính phủ, nhưng cái đây là chính là cái mà làm cho thị trường có cái niềm tin hơn. Báo cáo của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cuối năm 2012 cho thấy lượng căn hộ tồn kho đang ở mức trên 14.000 căn.